Bây giờ xin mời bà con mình nghe phần thứ tư của Điệp vụ Môi Hồng của tác giả Hùng Sơn. Bà ba ướt nước mắt khi nhìn thấy thằng Tâm đứng dưới bậc thang kéo dây ghe cột lại cho bà. Bà đã tưởng không còn nhìn thấy thằng con trai độc nhất trong gia đình nữa. Bà buột miệng hỏi, con không sao chứ? Dạ, con nhờ chú xong thôi. Bà ba muốn nói thêm mấy câu nữa nhưng nước mắt bà trào ra, khiến bà nghẹn lời. Nga cũng vừa cột dây ghe của nàng lại, nhìn mẹ rồi quay lại nhìn Song. Song đọc được trong ánh mắt Nga trăm lời cảm tạ. Chàng biết người con gái này đang dành cho chàng những cảm tình mà chưa ai được hưởng. Nhưng lúc này Song phải lờ đi, nếu không khéo cư xử có thể cái tình cảm này thành một sự trả nợ mất hết thi vị. Chàng nói lảng sang chuyện khác để không khí bớt nặng nề. Tâm cổng ba em lên trước đi, để tụi này giữ ghe cho. Chú Song đem cả gia đình em tới đây làm chi vậy? Song cười, thủng thẳng đã, vô nhà rồi hắn nói. Chúng mày ở đây mình cả buổi rồi có buồn không? Dạ, em thấy hơi bó giò bó cẳng chút. Nga mắng em, bây giờ thì tới lượt ba má với tao cũng bó giò bó cẳng như mày rồi, ở đó mà than. Tâm ngơ ngác, à, chị Nga, chị nói cái gì? Mày hỏi má đi. Song càng khéo, ị thôi mà, cổng ba vô nhà đi, anh kể cho nghe cũng không muộn. Tâm không dám nói nữa, leo xuống chiếc thang dốc ngược, đóng sát theo hai cây cừ lòi ra phía ngoài con lạch. Căn nhà sàn này chỉ có hai gian, một gian trên bờ, một gian cất lòi ra ngoài lạch. Chung quanh đây không có một ai, phải chèo ghe 20-30 phút mới tới khu có người ở. Hồi chiều Song chở Tâm tới đây, nói không được đi đâu vì cảnh sát còn đang giữ hồ sơ nó trốn quân dịch. Tâm cũng đang mệt vì bị đánh một cú thật đau, ngủ ly vì tới bây giờ mới dậy thì gặp ngay lúc mọi người kéo tới. Bà ba cứ sụt sùi khóc hoài, bà không biết phải làm gì nữa. Còn ông chồng bà đã trở bệnh mấy tháng nay, tuy ngồi đó trông khỏe mạnh như thường, nhưng như người mất hồn. Ông nghe ai bảo gì là làm nấy. Thỉnh thoảng nói một vài câu như con nít, bác sĩ bảo hết thuốc chữa rồi, sống được lúc nào hay lúc đó thôi, ông đã mất trí hoàn toàn. Trời bất chợt đổ cơn mưa vội vã, hạt mưa to và nặng, mọi người ngồi chung quanh cây đèn dầu lù mù. Song bảo Nga, bây giờ Nga kể cho thằng Tâm nghe chuyện này đi, để nó khỏi thắc mắc. Nga dạ một tiếng kể cho Tâm nghe hết những gì đang đe dọa gia đình và lý do phải bỏ nhà đi. Nghe xong, Tâm khóc nức nở. Nó không hiểu tại sao nó lại làm liên lụy tới gia đình như vậy. Tâm hỏi xong, chú Song ơi, chú đã giúp đỡ gia đình cháu quá nhiều rồi, bây giờ kể như người nhà đi. Cháu hỏi thiệt chú có biết tại sao không? Song gật đầu, biết. Nga giật mình nhìn xong, chú biết rồi à. Tôi biết những gì an ninh lập biên bản cũng như tôi biết tại sao gia đình Nga lâm nạn. Còn thằng Tâm nó có hay không là chuyện khác. Nga năn nỉ, cháu lại chú nói đi. Nếu mọi người muốn biết thì tôi nói vậy. Theo hồ sơ của chúng tôi, thằng Tâm có bồ với con Thu bởi thằng ghét nghĩa địa. Cuộc tình này ra sao chỉ có thằng Tâm và con Thu biết thôi. Tâm bỗng nghe nói đến Thu, nó gục mặt xuống không dám nhìn ai nữa. Bà ba hỏi ngay, có phải vậy không Tâm? Tâm không nói gì, khẽ gật đầu, xong nói tiếp. Sáng hôm nay, người ta phát giác thằng gác nghĩa địa bị đâm chết, xác nó nằm trên một ngôi cổ mộ. Ngôi mộ này đã bị đào xới và vừa lấp lại. Khám nghiệm tử thi được biết trước khi chết y bị trói cả chân tay và bịt miệng nữa. Cảnh sát tìm thấy một cái cuốc gần cổ mộ và trên cán cuốc có dấu tay thằng Tâm. Đối với cảnh sát thì hồ sơ tới đây là hết, vì họ được chỉ thị giao cho an ninh và báo cáo rằng thằng gác nghĩa địa chết vì say rượu, vô ý té gây nên tai nạn thôi. Nhưng hồ sơ an ninh lại khác. Sau khi thằng Tâm đâm chết nạn nhân rồi, nó ôm theo những gì lấy được dưới cổ mộ tẩu thoát. Những món nó lấy được lại thuộc về bà vợ nhỏ của một ông tướng đang làm lớn. Cái cổ mộ này là của nội tổ bà ta. Và theo tôi, bà ta đang dùng đàn em truy nã thằng Tâm vì muốn lấy lại những gì đã mất. Cái rắc rối chính là tôi giấu cả gia đình này nên phe bà tướng nọ mới điên lên. Còn bây giờ trước hết, lấy nghĩa thầy trò, thứ nhì với tình anh em, tôi hỏi Tâm câu chuyện của cậu như thế nào. Song nói vừa dứt, bà ba òa lên khóc, Nga xanh mặt và thằng Tâm run như con thằn lằn đứt đuôi, mặt nó nhăn nhúm lại.
Bây giờ nó mới hiểu cả gia đình nó vừa thoát chết, và vị ân nhân đang ngồi trước mặt nó đây lại là quan tòa trong vụ án này. Không khí nặng nề trôi qua, mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng khóc nức nở của bà ba. Ông ba vẫn ngồi yên lấy mắt nhìn mọi người như người ngoài cuộc. Xong quay nhìn Nga, thấy nàng như người mất hồn. Chàng thấy quá tội nghiệp, ngồi xích lại, nắm lấy tay nàng. Nga gục mặt trên vai xong, hai vai nàng rung lên. Nàng không cần che giấu tình cảm bấy lâu dành cho xong nữa. Mặc dù đang ngồi trước mặt gia đình, một lúc thật lâu Nga ngước mặt lên, nước mắt ràn rụa hỏi. Tâm, chị hỏi thiệt em câu chuyện ra sao? Tâm đau đớn, em mà biết nói sao bây giờ? Nghĩa là sao? Tâm nói như người mất hồn. Em cũng không biết. Nga bực quá gắt lên. Không biết, không biết, hại cha hại mẹ như thế rồi mà không biết sao? Tâm lại gục đầu im lặng, xong nắm lấy vai Nga nói nhỏ. Nga, em để anh hỏi nó từ từ, có lẽ sẽ ra chuyện. Nga lặng lẽ gật đầu, xong chậm rãi. Tâm à, bây giờ anh hỏi câu nào em trả lời câu đó. Như vậy thì mới có thể gỡ rối cho em được. Tâm gật đầu, xong hỏi ngay. Cây cốt ở Phạm Trường là của em hả? Tâm nhận ngay. Dạ. Em đem tới đó hồi nào? Cách đây 2 tuần lễ chị Thu kêu em rỉ giùm cỏ mé đường mương sau nhà. Làm xong em để cái cuốc lại đó. À, vậy thì tốt. Đêm hôm qua em có ở nhà không? Có. Em có đi chơi đâu chập tối không? Có. Đi với ai? Thằng Tàu. Đi đâu? Coi xong tài xỉu cho chú Tư. Tới mấy giờ? 2 giờ sáng. Rồi em đi đâu nữa? Về nhà ngay. Lúc về nhà cả nhà đã ngủ hay có ai còn thức? Chị Nga. Xong nhìn Nga nàng gật đầu. Sáng mấy giờ em thức dậy? Má gọi dậy gánh đồ đi bán. Xong thở vào nhẹ nhõm chàng bảo Nga. Ít nhất một mình anh biết thằng Tâm bị quan. Nhưng mà tình cảm của nó và con Thu ra sao? Nga nói giọng yếu ớt. Anh hỏi nó coi. Xong quay sang Tâm. Em có dám nói trước mặt mọi người không? Tâm không ngần ngại. Hồi nào tới giờ chị Nga thương anh mà còn e. Bây giờ chỉ công khai rồi, chuyện em có sợ gì mà không dám nói. Tốt lắm, thấy em mà với con Thu thương nhau ra sao? Lúc đầu em tưởng chị Thu thương em có để ý và nói vòng vo với chị. Nhưng chị chỉ cười, rồi một bữa em làm ẩu đại vì nghĩa địa vắng người, chồng chị lại không có ở nhà. Em làm gì với con Thu? Tâm hơi ngần ngừ một chút rồi nói. Em nhân lúc chị đứng gần em ở một gò mã, em hôn đại. Thu có nói gì không? Lúc đầu chỉ không nói gì, nhưng xong hồi chỉ đẩy em ra rồi nói là em còn nhỏ hơn chỉ nhiều quá, chỉ không có cảm giác gì. Rồi chỉ bảo em hãy quên đi, chỉ không nói với ai đâu, từ đó em không phá chỉ nữa. Nhưng trong lòng em còn yêu con nhỏ đó không? Như em hơi bồng bột thôi, chứ có thương ai hồi nào đâu. Anh hiểu em hơn ai hết, em chỉ thích học võ thôi. Xong cười, chàng thú thật. Anh tin em, vì chính Thu cũng vừa nói với anh như vậy. Nga nhìn xong hỏi, ủa, Thu bây giờ ở đâu? Anh cũng vừa định nói với em, Thu cũng như gia đình em đang bị săn đuổi vì không hiểu những gì trong ngôi cổ mộ biến đi đâu và nhóm người kia có ý cho là Thu và thằng Tâm là thủ phạm. Bây giờ bà ba mới thở ra một hơi thật mạnh. Lại trời Phật, ít nhất tôi biết con tôi không làm bậy. Bây giờ yên tâm rồi, nhưng tụi tôi phải làm sao với nỗi oan này đây? Xong ngần ngừ. Khó lắm gì ba, nếu là pháp luật có thể biện hộ và minh oan được. Nhưng nhóm người kia hành động ngoài pháp luật, mình chỉ còn cách tự vệ thôi. Hơn nữa, thằng Tâm cho tới bây giờ chỉ có gia đình mình biết nó bị oan, còn với pháp luật thì quả nó vẫn bị nghi ngờ. Nó đang ở thế bị săn đuổi đó. Bà ba lại mếu máo. Bây giờ phải làm sao chú xong? Con nói thật với dì ba, con với Nga đã như thế này rồi, xin dì cứ coi con như người nhà đi. Tạm ở đây ít ngày thủng thẳng tính, vì bất cứ ai trong gia đình này ló đầu ra là bị tụi kia chụp liền. Bà ba lo lắng, chú xong con Nga mà có đáng gì, chú muốn sao cũng được. Nhưng mà tụi tôi ở đây tốn kém lắm, chú lo sao được. Xong cười vui vẻ, dì ba ơi, như thế là con được vợ rồi phải không? Có thằng rể bất nhân nào để cha mẹ vợ chết đói đâu. Bà ba gượng cười trong khi Nga đấm vào lưng xong thầm thập. Anh này hỏi vợ ác ôn quá hả? Bà ba quay qua mắng yêu con gái.
Cái thứ mày chó chê mèo bỏ đã được chú Song thương còn lập bộ. Tao cho chú ấy không còn phải cảm ơn nữa đó, mày có hiểu không? Song vòng tay ôm ngang lưng Nga kéo vào lòng. Đó, em nghe má nói chưa? Nga ngã ngay vào lòng Song nét mặt sung sướng tột cùng. Bà ba nói, chú Song à, mặc dù tôi gả cho chú con nhỏ này, nhưng chú cũng đừng ngại gì. Tôi nói là tôi nói, dù chú có vợ rồi hay mai sau này chú có lấy vợ nữa, thì chú cũng dị tình tôi, đừng bỏ bê nó là tôi vui rồi. Song nói ngay, dạ má yên trí đi, con không lừa dối má và em Nga đâu. Con nói thật, dù cho má có buồn chứ số con ai cũng nói năm thê bảy thiếp đó. Nhưng mà với em Nga, con thề nếu mai sau có hất hủi em thì chết không toàn thây. Nga vội đưa tay bịt miệng chàng lại. Anh này chỉ có thề ẩu thôi, em biết thân em lắm, em đâu có còn con gái trinh tiết gì. Được anh thương là mãn nguyện rồi, đâu có dám đòi hỏi gì nữa đâu. Ê thật không? Thiệt đó. Xong giơ một ngón tay ra nói, nếu vậy chúng mình ngoéo tay đi. Nga cũng giơ một ngón tay ra móc vào tay xong, nàng cười khúc khích quên cả chuyện đau buồn vừa xảy ra. Nét mặt bà ba cũng tươi tỉnh hẳn lên, còn thằng Tâm hấn hở hơn ai hết. Nó không ngờ xong lại dễ dãi với Nga như vậy, nó tự nghĩ mình không chọn lòng một người đàn anh. Mưa càng ngày càng lớn, những giọt mưa trắng xóa trải đều trên mặt nước. Song ôm vai Nga đứng dậy nói với bà ba, thôi má đưa ba lên nhà nghỉ đi, sáng mai mình bàn tính sau, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ như thế này cũng tạm yên rồi, còn thằng Tâm nằm đây nghe radio chơi, anh có việc muốn bàn riêng với chị em chút rồi nói với em sau. Bà ba đỡ ông ba lên nhà trên, Song nắm tay Nga kéo ra ngoài hàng hiên mé con rạch. Nhìn ra ngoài đêm tối mịt mù, Song dìu Nga ngồi xuống sàn. Dựa lưng vô vách ngăn căn phòng với lan can cắt nhô ra ngoài con rạch, Song hỏi vô vơ, em mà có thích bóng tối không? Em không thích nhưng cũng chẳng sợ nó. Em mà có thấy cuộc đời anh tối như đêm 30 không? Không, em nhìn anh như ánh hào quang của thần thánh, anh chói lòa trong đêm tối. Song cười thỏa mãn, em học được câu hát cải lương đó hồi nào vậy? Nga cười khúc khích. Từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp hát cho người biết nghe mà thôi. Ê, em còn hát được bao nhiêu lâu nữa? Em sẽ hát hoài, nhưng chỉ cho anh nghe thôi. Song kéo Nga sát vào mình, chàng hơi chầm lên một chút tìm làn môi chính mộng của người yêu. Nga hôn lại thật say mê, nàng trung lên và tim đập thật mạnh. Sấm nổ ầm ầm, thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên giữa trời, làm thành những đường lửa ngoằn ngoèo. Song nhìn rõ nét hân hoan trên mặt Nga, chàng luồn tay qua áo nàng, Nga co lại. Đêm này à, là đêm động phòng phải không em? Nga nói trong hơi thở, anh muốn làm sao em cũng chiều anh. Em mà có buồn không? Tại sao? Anh đến với em như một tên ăn cướp. Không phải đâu, anh hiện ra như một hiệp sĩ với cô gái quê nghèo hèn, từng mang nhiều mộng ước về anh. Lâu chưa? Ngay từ ngày đầu tiên thằng Tâm giới thiệu anh với má em. Hôm đó anh ăn bánh cuốn do em tráng. Phải rồi, và suýt nữa em tưới nước mắm vào mình anh. Cả hai cùng cười khúc khích. Anh có biết không? Biết gì? Tối hôm đó em bảo thằng Tâm giới thiệu anh cho em đi. Anh có biết nó nói gì không? À, nó nói gì? Nó bảo em đừng mơ mộng vô ích. Hãy nghĩ phận mình và đừng có giới quá cao, té đau đó. Em nghĩ sao? Nó nói đúng và em chỉ dám ước mơ thôi. Bây giờ còn đúng không? Vừa nói xong vừa kéo Nga nằm xuống. Nga nói thật nhỏ bên tai chàng. Mình đừng nói nữa ngang cưng. Xong mỉm cười trong bóng tối ôm ghì lấy người yêu. Mặt trời nhô lên với muôn ngàn hào quang rực rỡ. Không khí thật trong lành qua một đêm mưa tầm tã. Tất cả bụi bặm vương vất trong không gian được lọc thật sạch. Song vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái thật ngon lành. Chàng chợt nhìn thấy Nga đang ngồi ở bìa lan can thọc chân xuống nước. Nàng ngồi mơ màng nhìn cảnh vật chung quanh. Thấy chàng thức dậy, Nga quay mặt nhìn Song mỉm cười. Hôm qua tụi mình ngủ một giấc đã ghê. Từ nhỏ tới lớn em mới được ngủ ngoài trời như hôm qua. Nhất là ở nơi hoang vắng này, chỉ có trời nước cây cối xa hẳn xã hội phiền phức làm mình càng thấy thoải mái. Song cười. Hey, còn anh thì ngủ bờ ngủ bụi cả đời, không biết bao giờ mới có được một gia đình thật sự.
Thật sự thì anh thích bay nhảy chứ chẳng phải anh không xây dựng được một tổ ấm. Không phải thế, mà là trời hành anh, bắt anh phải phục vụ đàn bà nên khó có ở yên làm vậy. Nga chạy lại ôm lấy cổ xong cười khúc khích. Trời hành khôn quá ha. Ai dĩ nhiên ông trời là khôn rồi. Cả hai cùng cười. Tâm ở trong nhà bước ra cười hồng. Mới sáng sớm mà bà con vui quá trời rồi. Xong quay lại nói với Tâm. Cả thằng nhóc này ra đây, hôm qua chú mày có ngủ được không? Dạ anh xong, em ngủ tỉnh bơ. Vậy thì tốt, mấy bữa nữa có chuyện cho chú mày làm rồi đó. Chuyện gì vậy anh xong? Em có muốn làm cảnh sát không? Ê, làm cảnh sát, nhưng mà em không phải làm luôn đâu, làm cảnh sát một đêm thôi. Tâm không hiểu lặp lại lời xong. Làm cảnh sát một đêm thôi sao? Phải, làm cảnh sát một đêm thôi, em có dám không? Anh bảo em làm cái gì em không dám. Vậy thì tốt, để anh nói em nghe. Thứ nhất, cảnh sát thì phải bắt ăn trộm. Tâm có vẻ khoái lắm đáp ngay. Ê, chắc ăn rồi, ngày có em mà. Bắt tụi nó thì cũng có khi nó nổ vào đầu, chứ không có để em yên đâu. Tâm cười hề hề. Nếu mà mình là cảnh sát thì phải có súng chứ. Lẽ dĩ nhiên là có. Như vậy mình đâu có sợ nó. Vậy thì được rồi, nhưng chú mày có biết sử dụng súng không? Không, nhưng mà chắc không khó đâu. Xong cười hì hì với tay lấy cây súng để dưới áo mưa bên cạnh đưa cho Tâm. Súng đây, thử coi. Nga từ nãy giờ ngồi nghe xong nói khi thấy chàng rút cây súng trao cho Tâm mới la lên. Trời trời, anh xong, anh làm thiệt sao? Xong cười hì hì. Anh có làm cái gì giả bao giờ đâu. Nhưng mà súng ống đâu phải chuyện giỡn. Vì anh đâu có giỡn. Nga bác cổ lấy xong nhún nhảy. Thôi mà, đừng có nói chơi nữa mà. Xong vẫn cười hì hì bảo Nga. Anh hỏi em à, nếu kẻ thù của chúng ta có súng, tới đây mình phải làm sao? Tâm cười như nắc nẻ, nó giơ cây súng chỉ ra rạch làm bộ bắn. Xong cười thích thú, hè, thằng này hay. Nga nhìn xong, anh muốn tụi em học bắn để tự vệ à? Ấy, đúng rồi. Tâm xen vào, khỏi lo cho chị Nga, chị bắn giỏi lắm đó. Xong ngạc nhiên, à, thật không, Nga học bắn hồi nào? Em biết bắn hồi chồng em còn sống, cứ mỗi lần đi hành quân về ảnh lôi em ra về tập bắn triết rồi quen đi. À, thì ra thế em bắn súng gì? Con 12. Xong chỉ cây súng Tâm đang cầm. Giống súng của anh à? Dạ, em nghĩ nhà binh thì xài cùng một thứ. Nếu vậy, anh sẽ kiếm cho em một cây. Nga nhìn xong ngập ngừng. Anh khỏi kiếm, hiện giờ em còn giữ hai cây. Xong ngạc nhiên hỏi, em có hai cây ở đâu ra vậy? Hồi chồng em chết, ảnh để ở nhà, một cây của ảnh, còn cây ảnh lấy của Việt Cộng trong một lần hành quân. Em giữ lại làm kỷ niệm nhưng mà hết đạn rồi. Súng của Việt Cộng cũng là con 12, không phải là K50. Xong reo lên, ha, hay hay, thế thì hay lắm. Súng K50 rất khó kiếm, nhưng mà đạn thì anh có cả ngàn viên, bây giờ súng em để đâu? Nga chỉ xuống chiếc ghe của nàng cột bên dưới nhà sàn, xong ngạc nhiên. Em để trên ghe, bộ không sợ bị bắt sao? Nga lắc đầu, ai biết đâu mà bác. Tâm nói xen vô, tại a sao em đi chiếc ghe đó hoài mà không thấy. Xong hiểu ngay chàng cười vang, ghe có hai đáy. Nga cười theo, thiệt khó mà qua mặt được dân an ninh. Tâm lập chụp định nhảy xuống ghe, để em lấy lên ngang. Xong cười, không có lấy được đâu, trừ phi phá chiếc ghe ra thôi, có đúng không cô hàng Nga của tôi? Nga nhìn xong khâm phục, dạ, thế thì được rồi. Tâm ngồi xuống đây để nói một chuyện cho hai chị em nghe. Như đêm qua anh đã nói, kẻ thù của chúng ta rất mạnh, chắc chắn nhiều tiền và có thế lực. Chúng mình không có tội gì, nhưng chúng mình vẫn là con mồi của bọn chúng. Nếu chúng ta muốn sống, giải pháp trốn chạy này không phải là thượng sách. Chúng ta cũng là con người, tại sao phải chạy trốn? Trong binh thư, vấn đề triệt thoái rút lui là giải pháp khó khăn nhất. Tại sao chúng ta phải chọn giải pháp này? Tâm nôn nóng. Em ma hiểu rồi, mình phải tìm tụi nó thanh toán mới được. Xong lắc đầu, không có dễ như em tưởng đâu. Mặc dù chúng chọn phương cách hành động ngoài luật pháp, nhưng luật pháp trong xã hội này vẫn bảo vệ chúng. Nếu chúng ta không khéo thì có thể trèo lên pháp luật mà sống. Còn như những kẻ hủ dũng vô ngô, chắc chắn sẽ trở thành con thiêu thân thôi. Im lặng một lúc xong nói tiếp, chúng tấn công mình, chắc chắn mình sẽ đánh trả. Nhưng mà hiện nay, địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng. Làm sao đánh lại? Nhất là chúng lại mạnh hơn ta nhiều. Cũng vì lý do này, anh đem gia đình em qua đây, cũng như là một cách lẫn vào bóng tối. Và bây giờ thì cuộc chiến mới công bằng.
Nói là công bằng, thực ra chúng ta vẫn còn yếu thế lắm, chưa thể tấn công được. Điều quan trọng là mình phải tự tạo lấy một sức mạnh. Chắc chắn là các em biết sức mạnh trong xã hội này là tiền, và cái lý do mình bị săn đuổi cũng là tiền. Vậy thì bằng mọi giá ta phải có tiền mới giữ được mạng sống của mình và tiêu diệt kẻ thù. Nga nói thật nhỏ, mặc dù em thương anh đã lâu, nhưng chính thức thì chỉ có mới từ hôm qua. Những sự hiểu biết của anh, những công việc anh làm, cho tới giờ phút này em cũng mù tịt. Nhất là trong hoàn cảnh này, tụi em không còn nhúc nhích gì được nữa. Tiền sinh sống hàng ngày lúc còn làm ăn buôn bán đã chật vật. Nói chi trong hoàn cảnh này, nếu anh có cách gì kiếm ra tiền, anh cứ nói đi, dù cực khổ sống chết em cũng nghe theo anh. Song nắm bàn tay thon nhỏ của người yêu bóp nhẹ nhẹ, chàng cảm động chất mối thâm tình của Nga. Em với anh bây giờ chỉ còn là một, thằng Tâm thì nó là em út. Với anh, nó cũng là nghĩa thầy trò. Nó theo học anh cũng hơn 2 năm rồi, nên anh cũng hiểu được nó ít nhiều. Bởi vậy có thể nói những gì chúng mình biết ngày hôm nay, không sợ một người thứ tư hay nữa. Tâm nóng ruột hỏi, à, anh nói đi. Song cười, không thể nóng được, phải từ từ, mình phải chia ra làm nhiều giai đoạn. Thứ nhất, trong hoàn cảnh này, ít nhất cũng có 2 điều phạm pháp. Thằng Tâm trốn quân dịch, vụ án mạng mà hồ sơ còn nằm trong ngăn kéo. Thứ hai, chúng mình tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, vũ khí có thể vứt đi lúc nào cũng được. Nhưng vấn đề vụ án và quân dịch thì phải lo. Vụ án mạng còn nằm trong tay anh, nên không lo mấy. Còn vụ quân dịch, anh chợt nhớ ra một điều luật. Cha mẹ già có một con trai duy nhất hay đứa con trai cuối cùng, mà các anh nó đã đi lính rồi thì hoàn toàn được miễn dịch nếu làm đơn xin. Tâm nhảy lên sung sướng. Ây trời ơi, đỡ rồi, lại trời Phật đã giúp con. Nga mừng rỡ không kém, nàng ôm lấy cổ xong, nước mắt muốn trào ra vì sung sướng. Tình thương của nàng dành cho đứa em duy nhất này vô bờ bến. Nay thấy chính chồng mình mở lối thoát cho nó, không còn gì mong muốn hơn. Quả thật trong cái rủi những điều may mắn đã tới, nàng được chồng, lại giữ được cả em vĩnh viễn. Xong nói tiếp, nhưng trước khi làm công việc này, không phải chúng ta có 2 bàn tay trắng mà nên chuyện, chúng ta cũng lại cần tiền, một món tiền lớn. Nga thở dài, làm sao bây giờ? Tâm nôn nóng, anh Xong có cách nào không? Xong cười, có thì có, nhưng em có dám làm không? Tâm nói ngay, dám dám, cái gì anh bảo cũng dám làm. Nga cũng nhìn Xong mong đợi, Xong thủng thẳng nói, anh có một số mật báo viên trải dài theo bờ sông Sài Gòn. Từ trước tới giờ anh chỉ lo vấn đề đặc công xâm nhập. Còn vấn đề buôn lậu trộm cắp thì có biết cũng để ngoài tai vì không phải bổn phận của anh. Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta đang cần tiền. Anh không nhúng tay vô chuyện này không xong. Tâm nói không cần suy nghĩ. Tưởng gì chứ ba cái vụ này có khó khăn gì đâu. Xong lại cười. À phải rồi, chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ có dám làm và biết mình đang làm gì mới là quan trọng. Thì anh cứ nói đi, em làm liền. Làm thì tốt, nhưng làm liền thì e không xong. Bây giờ em vô nhà trong nấu nước trà và đem bánh đậu xanh ra đây. Tuy rằng buổi sáng nhưng anh thích ăn mấy cái bánh này à. Mì gói còn cả thùng, em biết anh để đâu không? Nấu cho ba má ăn đi rồi ra đây. Nga định đứng dậy xong kéo nàng lại. Anh muốn thằng Tâm làm thôi, còn em ngồi đây. Xong kéo luôn Nga vào lòng, chàng ngồi dựa vào vách ván. Khi Tâm đi rồi, xong hôn lên môi Nga. Nàng ôm lấy cổ chàng, nhắm mắt lại. Tập thứ 4 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 5.